Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cartoon Trên tàu khựa cùng với Thất Kiếm Anh Hùng đã quay trở lại rồi đây. Ở tập trước, Chư Vô Giới đã đoạt được Thủy Hỏa Côn, Đại Bôn sẽ làm gì để lấy lại đây? Số phận Hồng Miêu sẽ ra sao? Chúng ta cùng đến với phần tóm tắt số 8 thôi nào. Tập 71, trận chiến trên đảo. Quay trở lại quán trọ, Đậu Đậu pha chế ra thuốc cai rượu giúp Đại Bôn nhưng không có tác dụng. Nhớ lại lời nói của Lục Tẩu muốn Đại Bôn cai rượu, cậu ta bừng tỉnh, xông đi cứu mẹ nuôi. Nhưng Bôn Lôi Kiếm vẫn có, đi cứu người khác lúc này không khác gì lao vào chỗ chết. Đậu Đậu và Mã Tam Nơ liền đuổi theo. Ở trên đảo, Hắc Tiểu Hổ cử ngũ hành nhẫn giả chủ động tấn công Hồng Miêu và Thỏ Lam. Với võ công của họ, không quá khó khăn để đối phó, cả hai thuận lợi rút lui. Chư Vô Giới đã chuẩn bị sẵn mai phục chờ Đại Bôn tới cứu mẹ nuôi, Thập Tam Thái Bảo phối hợp nhịp nhàng, liên tục ép Đại Bôn vào thế bí. Lục Tẩu ở trong miếu không muốn nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm nên đã ép buộc Đại Bôn phải cai rượu. Nếu không sẽ từ mặt cậu, Đậu Đậu và Mã Tam Nương tới giúp Đại Bôn rút lui. Hắc Tiểu Hổ tấn công, quyết tâm bắt sống Hồng Miêu. Thỏ Lam và Hồng Miêu dùng bè gỗ chủ động lao ra. Hắc Tiểu Hổ thấy vậy cũng lao tới nghênh chiến. Hắn dùng tuyệt kỹ Thiên Ma Loạn Vũ đánh bại vật chí cửu châu của Hồng Miêu. Thỏ Lam rơi xuống, ẩn nấp dưới bè gỗ và chạy thoát. Hắc Tiểu Hổ bỏ qua Thỏ Lam, tiếp tục đuổi theo Hồng Miêu. Tập 71, cai rượu, cai bạc. Để giúp Đại Bôn cai rượu, Đậu Đậu đã chuẩn bị một căn phòng đầy ắp rượu ngon, sau đó cùng Mã Tam Nương đánh bạc, uống rượu trước mặt Đại Bôn, cố ý khiêu khích xem liệu cậu có thật sự muốn cai rượu, cai bạc hay không. Trong khi đó, để có được Bôn Lôi Kiếm, Chư Vô Giới không từ thủ đoạn tra tấn Lục Tẩu, lấy nước ớt dội lên người cô. Không thể chịu được cơn đau đớn, Lục Tẩu tạm thời ngất đi. Trước sự khiêu khích của Đậu Đậu và Mã Tam Nương, Đại Bôn không uống được thì đạp đổ, phá hủy hết tất cả vò rượu, thần trí cậu không ổn định, sinh ra ảo giác, lầm tưởng hai người là Chư Vô Giới nên chạy đến tấn công. Đậu Đậu dùng giấm thay rượu, cộng thêm vào đó là vài cục xí ngầu, dụ Đại Bôn uống. Đúng như dự đoán, Đại Bôn nôn ra toàn bộ, sau đó sợ hãi không còn dám uống rượu, đánh bạc nữa. Bắt được Lục Tẩu nhưng không có được Bôn Lôi Kiếm, biết rằng cần phải có Thủy Hỏa Côn của Đại Bôn để lấy kiếm. Chư Vô Giới phái người đi gửi cho Đại Bôn một bức thư, hẹn sau một giờ nữa sẽ gặp tại Loạn Thạch Nham. Tập 73, cứu viện thành công. Làm theo kế hoạch, Đại Bôn đi tới Loạn Thạch Nham, kéo dài thời gian để Mã Tam Nương và Đậu Đậu đi cứu Lục Tẩu. Chư Vô Giới bày sẵn rượu ngon, dụ dỗ Đại Bôn, nhưng tất cả chỉ phí công vô ích. Đậu Đậu và Mã Tam Nương đã tìm thấy nơi giam giữ Lục Tẩu. Họ bắt lấy hai tên lính canh, thay đổi y phục, dùng bột vàng rắc lên người để tránh rắn cắn, rồi dùng tiếng sáo dụ rắn độc đến. Kế hoạch thất bại, Chư Vô Giới buộc phải ra mặt. Hắn muốn đánh cược với Đại Bôn một ván, nếu thắng thì có thể đưa Lục Tẩu đi, nhưng nếu thất bại thì phải giao ra Thủy Hỏa Côn. Luật chơi sẽ là phá trận vòng trường tư khuyển mã của Chư Vô Giới. Đại Bôn đồng ý. Tất cả thuộc hạ ma giáo nhìn thấy rắn độc đều sợ hãi bỏ chạy. Mã Tam Nương và Đậu Đậu không tốn chút sức lực cứu thành công Lục Tẩu. Bên này mãi không đánh bại được Đại Bôn, Chư Vô Giới liền sử dụng phi tiêu đánh lén Đại Bôn và cướp được Thủy Hỏa Côn. Bỗng thuộc hạ tới báo Lục Tẩu đã được cứu thoát. Nghe thấy vậy, Đại Bôn mừng rỡ rời đi. Tập 74, hy sinh vì Thủy Hỏa Côn. Đại Bôn bị Chư Vô Giới đuổi theo tới nơi luyện kim, cậu nhảy lên xe lửa chạy trốn. Chư Vô Giới cũng đi theo. Đậu Đậu, Mã Tam Nương và Lục Tẩu tới thì thấy Đại Bôn liên tục gặp khó. Đậu Đậu nghĩ ra cách thay đổi đường ray giúp Đại Bôn cắt đuôi được Chư Vô Giới. Nhưng trước mặt của Đại Bôn là đường cụt. Đậu Đậu lao đến trợ giúp nhưng cả hai lại rơi xuống lò quặng. Mã Tam Nương và Lục Tẩu muốn tới cứu thì bị cản lại. Chư Vô Giới mở máy lên truy sắt giã xuống. Đậu Đậu cùng Đại Bôn cố gắng trèo lên rồi bị tụt xuống. Lục Tẩu đối đầu với Chư Vô Giới, hắn ta đánh một chùy, đất đá trên núi rơi xuống cuốn Lục Tẩu và Mã Tam Nương đi. Trong lúc cấp bách, Đậu Đậu lấy cao gián trong dương thần dễ dàng giúp cả hai thoát ra. Chư Vô Giới lấy Thủy Hỏa Côn dẫn dụ mọi người. Vì đại nghiệp của Thất Kiếm, Lục Tẩu quyết định lao đến. Dù đã rất cố gắng nhưng vì cơ thể bị thương không nhẹ nên cô không phải đối thủ của Chư Vô Giới. Lục Tẩu sắp bị đánh rơi xuống lò dung nham thì đúng lúc Thỏ Lam tới kịp phóng phi tiêu giải cứu Lục Tẩu. Chư Vô Giới cũng mắc kẹt ở giữa không trung. Thỏ Lam định một chiêu kết liễu hắn ta thì hắn lôi Thủy Hỏa Côn ra uy hiếp, cô đành phải dừng tay. Hắn ta phóng phi tiêu cắt đứt dây thừng, Thủy Hỏa Côn rơi xuống. Lục Tẩu không ngần ngại lao đến lấy Thủy Hỏa Côn trả lại cho Đại Bôn, còn bản thân cô thì bị lò dung nham thiêu rụi. Tập 75, lấy kiếm. Trên đường lấy kiếm, phát hiện Chư Vô Giới bám theo sau, Đậu Đậu và Mã Tam Nương quyết định ở lại ngăn cản, còn Thỏ Lam cùng Đại Bôn tiếp tục lên đường. Cả hai vô tình rơi xuống mật thất, trước mặt có một quan tài viết Bôn Lôi Kiếm, không dính tiểu, không dính bạc, một đời chính khí, chỉ vì dân sinh. Đại Bôn định tới lấy kiếm thì đạp trúng cơ quan, hàng loạt mũi tên bắn ra. Thỏ Lam cũng rơi vào bẫy, phải nhờ Đại Bôn giải cứu. Bình tĩnh lại, Thỏ Lam suy luận đến từ đồng âm giữa tiểu và cửu, nên chỉ cần không đi lên chữ cửu thì có thể thuận lợi đi qua. Ở bên ngoài, Mã Tam Nương và Đậu Đậu đụng độ ngư võng trận của Chư Vô Giới. Cả hai bị rơi vào thế khó, thuốc nổ cũng đã được chuẩn bị xong, âm mưu san phẳng nơi này. Đại Bôn lấy được Bôn Lôi Kiếm. Khi Chư Vô Giới châm lửa, đột nhiên Đại Bôn tới có được uy lực của sấm sét.
Chỉ một chiêu đã phá tan ngư vọng trận, thổi bay Chu Vô Giới. Cơn mưa cũng đã dập tắt thuốc nổ, bốn người lên đường giải cứu Hồng Miêu. Tập 76, Ngũ Kiếm Hợp Bích. Hồng Miêu bị truy sát đến một cây cầu, Hắc Tử Hổ phát lệnh tấn công, ngũ hành nhẫn giả lao lên nhưng lần lượt từng người bị Hồng Miêu đánh bại. Hắc Tử Hổ dốc toàn lực tìm kiếm. Hồng Miêu lấy nhựa thông, sau đó cố ý phát ra tiếng động, dụ Hắc Tử Hổ đuổi theo. Đến bên vách núi, Hồng Miêu đặt sẵn bẫy, cậu kéo dây, đất đá rơi xuống cô lập Hắc Tử Hổ. Hồng Miêu ở trên đốt nhựa thông ném xuống, bắn tên làm màn đạp, Hắc Tử Hổ thoát ra ngoài. Hồng Miêu đành phải chạy đến ngọn núi phía sau rừng thông, đại quân ma giáo tràn lên, Hồng Miêu đẩy đá chặn lại. Hắc Tử Hổ cho người bắn pháo, hạ quyết tâm tiêu diệt Hồng Miêu. Trong khi đó, nhóm người Thỏ Lam cũng đã tới tương trợ, Đại Bôn tiến lên mở đường, thuộc hạ báo cáo Thất Kiếm đang tới, Hắc Tử Hổ phát lệnh tấn công. Sau nhiều ngày chạy trốn, Hồng Miêu hao tổn nội lực nghiêm trọng, nên đấu với Hắc Tử Hổ thì chỉ có thể chịu thất bại. Sắp đi chầu Diêm Vương thì Thỏ Lam, Đậu Đậu, Mã Tăng Nương cứu nguy đúng lúc. Đậu Đậu cho Hồng Miêu uống thuốc giúp hồi phục vết thương và nội lực. Từ thiết trận được lập, Đại Bôn dùng bốn lôi kiếm hóa giải, Ngũ Kiếm Hợp Bích thi triển, ngũ hành nhẫn giả kết hợp cùng Hắc Tử Hổ nghênh chiến, rồi cùng thua trận. Hồng Miêu không muốn truy sát nên tiếp tục đi tìm kiếm chủ thứ 6. Tập 77, Dã Chư Lâm. Chư Vô Giới thất bại nhiệm vụ được giao, lo sợ sẽ bị trừng phạt nên đã nghĩ ra kế làm giả ký lân để đánh lừa Hắc Tử Hổ. Nhóm Hồng Miêu vừa rời đi, Hắc Tử Hổ chia làm hai nhóm, một nhóm bám theo Hồng Miêu để thu thập tin tức của tay kiếm thứ 6, nhóm còn lại do Hắc Tử Hổ chỉ huy đi tới Dã Chư Lâm. Chư Vô Giới ra nghênh đón, Hắc Tử Hổ nóng lòng muốn có được ký lân nên bắt Chư Vô Giới dẫn đường. Phát hiện có người theo dõi, Đậu Đậu bắt lấy một tên địch, moi móc thông tin từ hắn, biết được Kỳ Lân đã hiện thân. Nhưng Hồng Miêu không tin, cậu tiếp tục đi tìm truyền nhân Thất Kiếm, còn Mã Tam Nương quay lại bắt lấy vài tên địch, thu thập thông tin. Sau khi dẫn Hắc Tử Hổ vào rừng, Chư Vô Giới giả làm Kỳ Lân, khiến ma giáo đuổi theo. Trên đường chạy trốn, Chư Vô Giới không may rơi vào đầm lầy, hắn đành phải bỏ lớp hóa trang, cầu cứu Hắc Tử Hổ. Biết được sự thật, Hắc Tử Hổ nảy ra ý tưởng biến Kỳ Lân giả thành thật, đánh lừa Thất Kiếm. Để chắc chắn, hắn còn gửi thư cho cha Hắc Tâm Hổ, nói Kỳ Lân đã xuất hiện. Tập 78, Sứ Giả Phục Thù. Mã Tam Nương bắt được một tên lính, hắn khai Kỳ Lân xuất hiện là sự thật, nhưng Mã Tam Nương không tin, hạ sát để diệt khẩu, sau đó quay trở lại gặp Hồng Miêu. Hắc Tâm Hổ bệnh tình tái phát cần gấp máu tươi, nên phái hai hậu vệ là Cuồng Đao và Nộ Kiếm đi lấy máu ở chỗ Khiêu Khiêu. Trên đường đưa thuốc tới, Khiêu Khiêu đọc được bức thư của Hắc Tử Hổ gửi về, quyết định đợi lúc Hắc Tâm Hổ phát bệnh là lúc hắn ta yếu nhất, thời điểm thích hợp để báo thù cho cha mẹ. Khiêu Khiêu giao máu cho Cuồng Đao, Nộ Kiếm mang vào cho giáo chủ. Hắc Ưng đưa thư tới, hay tin Hắc Tử Hổ đã bắt được Kỳ Lân, Hắc Tâm Hổ vui mừng, nhưng vẫn lo kinh nghiệm giang hồ của Hắc Tử Hổ còn ít, nên đã gửi lại một bức thư phản hồi. Khiêu Khiêu lấy thanh quang kiếm, đêm nay nhất định phải giết được Hắc Tâm Hổ. Nhóm Hồng Miêu thấy Hắc Ưng đưa thư của Hắc Tâm Hổ, trên đó có hổ lệnh nên không thể là giả, cả bọn quay trở lại cứu Kỳ Lân. Khiêu Khiêu dùng một mưu kế nhỏ, khiến Cuồng Đao và Nộ Kiếm mâu thuẫn rồi giết chúng. Đúng lúc Hắc Tâm Hổ phát bệnh, lại thấy binh khí của hai hộ vệ, hắn càng điên cuồng. Khiêu Khiêu dụ hắn lên đỉnh núi, lợi dụng sức mạnh của sấm sét tấn công, nhưng chỉ một chiêu Hắc Tâm Sát Trưởng, hắn đã đánh bại cậu. Khiêu Khiêu lập tức rút lui. Tập 79, thử thách. Hắc Tâm Hổ nghi ngờ Khiêu Khiêu chính là thích khách nên đã cho gọi tới, dùng kiếm pháp để thử cậu. Biết Hắc Tâm Hổ đang nghi ngờ mình nên Khiêu Khiêu không dùng thanh quang kiếm pháp. Hắn giả vờ phát bệnh, kêu thuộc hạ chuẩn bị thuốc, nhưng thực ra là ớt, nhờ vậy mà có thể chảy nước mắt cá sấu. Tiếp tục, hắn ta cố ý để lộ sơ hở, làm rơi chén trà xuống đất. Báo hiệu thuộc hạ bên ngoài lập tức đốt pháo giả làm sấm sét. Nhận thấy cơ hội đã tới, Khiêu Khiêu định ra tay ám sát thì phát hiện ớt rơi trên đất, cậu lập tức ứng phó, chém vào không khí giết chết một con ruồi, nhờ đó mà tránh được nghi ngờ của giáo chủ. Mã Tam Nương lo sợ Hắc Tử Hổ sẽ làm hại Kỳ Lân nên đã gửi mật thư cho Hắc Tâm Hổ, muốn hắn ta tự xuất binh. Khiêu Khiêu giết hết thuộc hạ ma giáo, đốt pháo vào trong động, sau đó tự làm mình bị thương. Cậu vào báo cáo Hắc Tâm Hổ rằng có thích khách. Nhìn thấy vết thương của Khiêu Khiêu, giáo chủ tạm thời tin tưởng cậu. Hắc Ưng đưa thư tới, đọc xong, hắn ta hạ lệnh cho Khiêu Khiêu tới Dã Chư Lâm xem xét tình hình. Tập 80, Kỳ Lân giả. Thấy nhóm Thất Kiếm đang tìm kiếm Kỳ Lân, Hắc Tiểu Hổ thông báo cho Chư Vô Giới thực hiện kế dã thú điên cuồng, làm cho tất cả loài vật trong rừng chạy tán loạn về phía Hồng Miêu, cả bọn phải trèo lên cây trốn. Hồng Miêu chắc chắn rằng ở khu rừng này có Kỳ Lân, vì chỉ có Kỳ Lân mới có thể làm cho các loài vật trở nên hưng phấn bất thường. Cậu và mọi người đuổi theo các con vật vừa chạy qua. Thấy bước đầu của kế hoạch đã thành công, Hắc Tâm Hổ và Chư Vô Giới tiếp tục thực hiện bước 2, khổ nhục kế. Chúng cố ý nói chuyện Kỳ Lân trước mặt Thất Kiếm, đến đoạn nơi ở của Kỳ Lân thì cố tình nói nhỏ lại. Sau khi Hắc Tâm Hổ rời đi, Chư Vô Giới bị mọi người bao vây, ép nói ra vị trí của Kỳ Lân. Hắn tiếp tục suy diễn, đưa ra điều kiện chỉ nói với một mình Thỏ Lam, tất cả những người còn lại phải cách xa 10 bước để hắn có thể rút lui an toàn. Chư Vô Giới nói với Thỏ Lam vị trí của Kỳ Lân ở khu vực đầm lầy, nằm ở hẻm núi trong rừng Dã Chư, sau đó hắn rời đi.
Đại Bôn định đuổi theo để báo thù cho Ngưu Toàn Phong và mẹ nuôi, nhưng Thỏ Lam ngăn lại, không muốn Đại Bôn vì tư tình mà nuốt lời, làm mất đi thanh danh Thất Kiếm. Sau đó, tất cả mọi người cùng xuất phát tới khu vực đầm lầy tìm kiếm Kỳ Lân. Kế hoạch của Hắc Tiêu Hổ đã sắp thành công. Hồng Miêu và các bạn có thể nhận ra cạm bẫy mà hắn ta đã sắp đặt không? Cùng đón chờ phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like và đăng ký Katoon để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.